ăn vặt chỗ mình có gì? Nội nội nội, con đi ra ngoài chợ xíu nha. Nữa, mày đi đâu nữa vậy? Mới mở cửa mày đi à? Mày mất đi dữ rồi hả? Ủa chứ sao trời, bây giờ tao mở cửa rồi, không cho ra đường. Chứ đợi nó đóng cửa mới ra đường hay sao? Tao nói câu nào mà cháu rồi, con nấy, thằng sổn gì đó. Thôi con đi á. Công việc đầu tiên sau khi chỗ mình mở cửa chính là đi cắt tóc. Chỗ này là chỗ ruột của mình đó mọi người, nên là cắt tóc rất là ưng ý luôn á. Cắt xong giống chạy thẳng qua chợ. Sau khi cắt tóc xong mình ghé bưu điện lấy cái hợp đồng nè. Ok, bây giờ mới chính thức đi ăn uống nè mọi người ơi. Chỗ đầu tiên mình đặt chân tới chính là trà sữa 1991. Cái chỗ này á, nằm ngay cạnh tòa án luôn á mọi người. Ai ở đây á, chắc chắn không xa lạ cái quán này đâu ha. Chuối nướng hay bắp nướng cũng là một trong những món ăn vặt không thể bỏ sót trong danh sách hôm nay. Ok, sau khi rời khỏi 1991 mình sẽ ghé Tini. Tini cũng là một trong những cái quán lớn nhất ở chỗ mình ở luôn á. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh á thì mọi người không có bán nữa, nên là chỉ có bán bánh tráng nướng mang về thôi à. Để nói nhỏ cho nghe nha, bánh tráng nướng ở đây á đúng vị Đà Lạt luôn á mọi người. Không biết mọi người sao nhưng mà mình cho bánh tráng nướng ở đây 8/10 điểm nha. Thêm 2 điểm phục vụ dễ thương nữa. Dễ thương gì đâu á bà. Ok, bây giờ thì cũng gần 4 giờ chiều rồi, mình sẽ ghé quán đồ ăn vặt của chị Như Ý. Ở đây có rất nhiều là bánh tráng pha sẵn luôn á mọi người, xong rồi có súp cua, súp gà à, không thể thiếu bánh mì nướng được đúng không à. Mọi người yên tâm nha, bằng quay vào cái lúc mới mở cửa không à, nên là vẫn đảm bảo được sức khỏe nha. Mẹ của chị Ý á cho mình nướng bánh mì thử, đúng là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề mà nó khét nghẹt luôn á. Sau khi nướng á thì mình bắt đầu cắt bánh mì ra, xong rồi chét một miếng mỡ hành lên, rồi á bỏ thêm topping đồ vô nữa à. Dự định của mình á, sau khi mà ổn mình sẽ đi thật nhiều nơi để review cho mọi người xem á. Vì vậy bây giờ á, ai có cái địa điểm nào mà vui mà ngộ á, mọi người comment cho bạn, để khi mà ổn á bạn sẽ đi review cho mọi người coi nha. Bây giờ thì chủ cá mà ơi, nó quá ôi trời, nó mụn quá rồi, nó đi đâu rồi đâu dữ gì không biết. Trời ơi, trời ơi.